Thưa quý vị và các bạn, vừa danh giải người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Nguyễn Ngọc Mai đã bị tố gian dối, phía ban tổ chức cho biết sẽ đi đến cùng trong việc xác minh làm rõ. Tối ngày 23 tháng 12, thí sinh Nguyễn Ngọc Mai đoạt giải Người đẹp nhân ái và lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022. Tuy nhiên, cô bị một người quen tên là Nguyễn Khánh Ly tố đã nói dối về dự án nhân ái mang tới cuộc thi. Cụ thể, tại phần thi Người đẹp nhân ái, thì Ngọc Mai chia sẻ rằng cô từng làm trưởng ban thiện nguyện của Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, gây quỹ để phối hợp với tổ chức Wellbeing thực hiện dự án lớp học an toàn, đào tạo kỹ năng mềm cho trẻ em. Đồng thời cô cũng nhắc tới dự án tại Suối Giàng, tỉnh Yên Bái mà cô mới tham gia khảo sát gần đây. Cô nói dự án này sẽ tập trung xây dựng các lớp học tiếng Anh hàng tuần, phát triển du lịch bền vững và giáo dục cho trẻ em. Tuy nhiên, thì tài khoản Nguyễn Khánh Ly tố thông tin về hành trình nhân ái của Ngọc Mai là không đúng sự thật. Người này cho biết Ngọc Mai chỉ làm trường ban thiện nguyện 3 tháng và không hề gây quỹ được bất cứ số tiền nào. Dự án có tên là An toàn cho em chứ không phải là lớp học an toàn như Ngọc Mai chia sẻ. Chủ tài khoản này cho biết thêm, Ngọc Mai hoàn toàn không biết về nội dung, quá trình hoạt động của dự án và thường xuất hiện trong tình trạng say rượu khi họp. Đêm ngày 23 tháng 12, Ngọc Mai chính thức lên tiếng nói rằng cô đã mời luật sư để có thể giải quyết việc bị bôi nhọ và cô mong khán giả hãy hướng về những điều tích cực, dùng mạng xã hội một cách văn minh, không muốn lòng nhân ái bị mang ra tranh cãi và bàn tán. Phía ban tổ chức cuộc thi đã có phản hồi mới nhất. Ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức và trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết đã trao đổi với Ngọc Mai về vụ việc và sẽ xác minh đến cùng. Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho biết thêm, hội đồng giám khảo không chấm các dự án Ngọc Mai đã thực hiện trong quá khứ, mà chấm dự án cô làm cùng thí sinh Đinh Khánh Hỏa ở hành trình Hoa hậu Việt Nam 2022. Tiểu ban nhân ái đánh giá đây là dự án tốt nhất từ việc triển khai, lập kế hoạch thái độ thực hiện và kết quả khi gây quỹ được 210 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Mai là thí sinh gây được chú ý với khán giả từ khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sinh năm 1999, quê ở Nam Định, tốt nghiệp ngành quản lý giải trí và tổ chức sự kiện tại Đại học Stenden Hà Lan. Cô là một trong những người đẹp có thành tích học tập ấn tượng trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay. Điểm mạnh của Ngọc Mai là khả năng ngoại ngữ với IELTS 8.0 và có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.